Cửa hàng Lụt Máy Cưa xin chào toàn thể các anh em, quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2024, cũng gọi là tháng cuối cùng của trong năm 2024 rồi đấy anh em. Đấy, cũng gọi là đầu tháng mới luôn. Thì đầu tháng mới cửa hàng chúng em xin kính chúc anh em nhé, một tháng mới làm ăn phát đạt nha anh em ơi. Hôm nay cửa hàng chúng em lại làm một cái video giới thiệu các mặt hàng và bán thanh lý cho anh em. Đây tất cả là các mặt hàng máy cắt cỏ, máy cưa, máy bình điện mới đét 100% cho anh em luôn nhá. Đấy, đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay này là lô chữ Q. Q1 này, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. Tổng cộng gồm có 7 cái máy và đánh dấu ký tự đây này. Cái Q này này. Đó, tại sao mày ghi cái Q1, Q2, Q3, Q4 để thuận tiện cho anh em đặt hàng. Ví dụ là anh em ưng cái con Q2 chẳng hạn này đi, nhưng mà anh em không biết tên con máy là gì để anh em đặt hàng cho nó dễ, thì chỉ cần anh em liên hệ cho cửa hàng chúng em và bảo là anh muốn mua cái Q2. Đấy, và đây là giá thành của cây máy nhá. Giá này thì em đã đều công khai giá cho anh em rồi. Tất cả cái máy thì em đều công khai giá rồi đây này. Đấy, và hoàn toàn bao ship cho anh em nhá. Nên là anh em cứ yên tâm, hàng tới anh em chỉ cần thanh toán đúng giá tiền mà cửa hàng chúng em đã ghi ở trên này thôi là được anh em nhá. Đấy, và trong video ngày hôm nay cửa hàng chúng em có giới thiệu chi tiết từng loại máy một và có báo giá công khai cho anh em luôn, và không bắt anh em phải cọc trước nha, và có test nổ cho anh em để cho anh em nghe trải nghiệm của cây máy nhá. Anh em cảm thấy ưng, thật sự ưng con nào rồi hãy tua đi cứ tời lại coi kỹ video rồi anh em liên hệ cho cửa hàng chúng em. Cho em xin thông tin địa chỉ, số điện thoại thì em đã ship đến tận nhà cho anh em luôn nha. Em ship toàn quốc vũ luôn anh em. Anh em ở đâu cửa hàng chúng em đều ship được hết. Đấy. Mua bán của bên em thì rất đơn giản thôi, cứ liên hệ trực tiếp cho cửa hàng chúng em là mua được thôi anh em nhá. Em đã ship đến tận nhà cho anh em nên là anh em cứ hoàn toàn yên tâm. Hôm nay cửa hàng chúng em thanh lý cho anh em ba cái máy cắt cỏ này, máy mới tinh 100% luôn nha, máy nòng 36 ly, nòng 40 ly và nòng 41 ly, và có ba cái máy cưa, có hai chiếc máy to và một chiếc máy nhỏ nhá, và một chiếc cái bình điện xịt thuốc sâu. Đấy, đầu tiên là cái Q1 em thanh lý cho anh em cái bình điện này là chỉ 590 thôi, 590.000 một cái. Bình này là bình hàng Kubota, hàng này hàng liên doanh của Thái Lan nhá anh em nhá. Đấy, dòng này thì nó là dòng 20 lít, bình 20 lít luôn anh em. Bình này là nhựa của nó chắc chắn dày dặn lắm anh em, chứ không phải là tạp nham đâu anh em. Và hiện tại nhà em thì đang có hai loại, một là bình màu xanh như thế này và hai là bình màu vàng này. Đấy, nếu mà anh em em hết bình màu xanh thì em sẽ gửi bình màu vàng cho anh em nhé. Còn thì nó cũng là của dòng Kubota thôi anh em. Đấy, thì em đang có hai loại như thế thì anh em tham khảo của em nhé. Bình này thì nó là 590.000 một cái, rất là hợp lý luôn để cho anh em về xịt thuốc sâu, vì xịt thuốc cỏ này, xịt vườn rau nhà mình nên anh em. Đấy, còn ngoài cửa hàng người ta đang bán cái bình này 700-800 một cái, khá là cao. Bình này 590 em bao ship cho anh em luôn. Đó, đây, mở cái nắp này ra thì nó sẽ có hệ thống công tác này, volume tăng chỉnh này, hệ thống sạc ở đây nhá. Đấy, nó rất là tiện lợi, làm cái nắp ở đây để nước nôi nó khỏi phải bắn vào này. Đấy, và bên dưới này này thì có thể tháo được cái bình ắc quy ra. Đây, cái này thì mở công tác là sẽ lên nhá. Đây, lên báo đèn này, này là đang chạy này. Thấy không ạ? Đó, volume này, volume vặn nhỏ này. Đây anh em nhá, volume này vặn nhỏ ấy là nó sẽ to dần, to nhỏ thì nó sẽ volume này. Còn cái công tác này bật một phát một là chức năng nó sẽ chạy to luôn nha. Đấy, bình này thì nó hút nước khỏe lắm, mạnh, anh em không phải lo đâu, sợ bỏ yếu, không yếu đâu. Đấy, cái bình ắc quy này thì sạc đầy vào sẽ xịt được tầm khoảng 15 đến 20 bình thuốc là sẽ hết điện nha. Đấy, và đây cái phần bên trong này của nó này có thể tháo ra được để cho anh em này lấy được cái bình ắc quy ra. Đấy, ví dụ là anh em khi anh em mà muốn cần cái bình ắc quy này để tận dụng qua làm cái việc khác như kiểu thắp bóng đèn hay là làm cái việc khác cần cái bình ắc quy này thì cái bình này rút ra được anh em nhá, rút ra để anh em cầm đi anh em làm cái việc khác. Còn khi nào mà anh em muốn bỏ vào để xịt thuốc sâu ấy thì anh em chỉ cần đẩy nó cái bình ắc quy vào thôi là nó sẽ tự động lấy điện, là nó sẽ chạy được cái bình thuốc sâu này nhá, rất là tiện lợi nhá. Và bên trong này này thì nó được thiết kế cho anh em này, bên trong này thì nó rất là nhiều phụ kiện kèm theo, nó vẫn ở bên trong này rồi này. Đây là cần xịt thuốc này, đấy, sách hướng dẫn sử dụng này, có cả cục sạc luôn nhá, có cả cục sạc này, cục sạc nó nằm ở đây này anh em. Bếp xịt này đầy đủ này, bình mới đét luôn nhá anh em nhá. Đấy, anh em nhìn là biết rồi đúng không? Đó, 590.000 một cái bình này, em bao ship cho anh em nào đang quan tâm ấy ạ thì liên hệ ngay cho cả chúng em bảo là anh muốn mua cái Q1 là được anh em nha. Bình điện 590.000 một cái. Qua cái Q2 là cửa hàng chúng em hôm nay thanh lý cho anh em một con cưa khai thác này. Con này thì nó là hàng khai thác cân nặng khoảng 6 kg.
để cho anh em chuyên về khai thác cắt hạ gốc cây. Nói chung là anh em đang muốn một chiếc máy cưa lớn đấy, để về cắt hạ gốc cây thì xài con này cho nó ok la này anh em. Máy mới tinh 100%, khỏi cần phải lo rồi, chưa có ai xài đâu anh em là người đầu tiên được sử dụng. Giá bán cửa hàng chúng em đang thanh lý là 1.150.000 một cái. Dòng này thì nó là hàng cưa xích Kamatsu K17.3, công suất của con này là 54cc, nòng là 45mm, lam con này sẽ dài 55cm anh em nhé, 55cm anh em thấy ok chưa. Xích là sử dụng 34 mắt xích, xích này là xích lớn luôn, bán trên thị trường rất là nhiều. Dòng này thì nó là hàng chủ của công ty, hàng liên doanh của Nhật anh em nhé, hàng liên doanh của Nhật nên là anh em cứ yên tâm, hàng chủ của công ty này nên là có cả tem nhôm, tem nhớt, dập tại lốc đầy đủ này anh em. Đấy, hàng liên doanh nhá. Đó, hàng này này, cưa xích Kamatsu này, có mã số ký hiệu đàng hoàng nên là anh em cứ yên tâm. Đấy, cứ yên tâm nha. Đây mã số này, mã số tập tại lốc này, mã số ở trên lam này, cũng như là mã số ở cái phần bô này của nó cũng có một cái dãy mã số này. Anh em nhìn không nhìn thì ở đây thì nó hơi khó nhìn một tí xíu. Đấy, anh em cứ nhìn, nói chung là nó khớp với nhau là ok. Đấy, nó cùng một dãy mã số. Hàng này cửa hàng chúng em thanh lý để cho anh em chuyên về cắt hạ gốc cây. Anh em nào về xài ít thì lấy con này về xài cho nó hợp lý. Em vẫn bảo hành 6 tháng cho anh em đầy đủ, nên là anh em cứ yên tâm. Đó, dòng này lốc hợp kim nhôm luôn nhá. Nó sử dụng lốc hợp kim nhôm luôn này. Bởi vì công suất của con này khá là to, anh em đang cần một chiếc máy để về cắt khai thác á, thì làm con này cho nó hợp lý. Cắt khai thác, cắt hạ gốc cây, cắt những đường kính gỗ khoảng tầm 30-40cm đủ lại. Đó, rồi bên này là đổ xăng pha nhớt này, bên dưới này là đổ nhớt để bố chân lam xích. Em giật nổ cho anh em nghe qua nhá. Đó, thấy không? Máy nổ rất là khỏe, dùng rất là ngon. Con này em bảo hành 6 tháng nên là anh em cứ yên tâm. Máy thì đảm bảo chất lượng cho anh em, an toàn tuyệt đối để cho anh em về sử dụng này. Đang thanh lý nó mới được cái giá như thế này thôi, chứ còn nếu mà đúng giá ra thì nó rất là cao, nó phải tầm khoảng gần 2 triệu một con này đấy, chứ không có cái giá mà 1.150.000 này đâu. Rồi, cùng hãng như thế, cùng hãng của Kamatsu thì em đang có một cái con mà Kamatsu Mini này đây. Con này thì nó là hàng cùng mẹ với con này nhá, nhưng mà dòng này thì nó là nhỏ hơn một tí. Nó nhỏ hơn để cho anh em là thích máy mini để về cắt cành tỉa nhánh này, leo trèo trên cao cắt tỉa cây cảnh, cắt như đường kính gỗ khoảng tầm 15-20cm đổ lại, hoặc là bằng cái phích nước đổ lại đấy anh em, đường kính gỗ đó, dòng này để cắt cành tỉa nhánh nhá. Bởi vì máy này thì nó là hàng máy nhỏ nhỏ, ví dụ anh em nhà mình có máy lớn rồi cần một chiếc máy nhỏ nhỏ để làm cũng thì con này cũng hợp lý luôn. Hôm nay em xả cho anh em là 1.250.000 cho con Q3 đấy, và lam của con này thì dài 30cm, cân nặng khoảng tầm 3kg cho con này thôi, rất là phù hợp nhỏ nhẹ cho anh em nhá. Và dòng tua của con này cũng khá là cao, cứ yên tâm sử dụng hai ốc chân lam rất là chắc chắn luôn, không cần phải lăn tăn và lo lắng. Đây cũng có tem nhôm giật tại lốc đầy đủ này, Kamatsu, hàng công nghệ của Nhật Bản nha anh em nhá. Nên là cứ yên tâm, máy thì đảm bảo chất lượng an toàn tuyệt đối cho anh em, em vẫn bảo hành 6 tháng cho anh em đầy đủ. Anh em xài con này thì nó để hàng mini, anh em là lớn tuổi rồi không được cầm được máy to thì anh em làm con này cho nó nhẹ nhàng, hoặc là bây giờ anh em nhà mình có cái ít cây đổ anh em làm với con này thì cầm nắm cho nó nhẹ nhàng nhẹ. Đấy, rất là tiện lợi luôn, phụ nữ cầm cưa cũng được. Đấy, thấy không? Rất là hợp lý. Dòng này nhá, để cho anh em cắt cành tỉa nhánh thì rất là vô tư luôn, em nổ. Chưa kịp kéo là đã nổ bố mất rồi. Đấy, 1250 cho con Q3 này anh em nhé, để cho anh em leo trèo trên cao cắt cành tỉa nhánh, mới đét, mới tinh luôn 100%. Anh em nào mấy ạ, đảm bảo luôn cái giá này thì chỉ có bên em mới để cho anh em giá này thôi, chứ còn ngoài cửa hàng người ta bán cao lắm. Có hệ thống thắng hãm xích đầy đủ nhá. Cái này đẩy xuống này là cái xích nó sẽ cứng ngắc lại này, bóp nó lên đó thì cái xích nó sẽ chạy được nha. Đấy, chức năng đầy đủ luôn, cứ yên tâm. Rồi, qua con Q4 này là một con máy to tiếp để về khai thác. Hôm nay em xả luôn cho anh em này. Con này thì nó là hàng cao cấp hơn, hàng chất lượng hơn. Anh em nào mà xài nhiều ấy thì có thể làm qua con này. Con này em đang bán là thanh lý 1.500.000 cho con này. Em lại còn bao ship luôn cho anh em, cứ yên tâm. Có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ này. Lam cũng là dài 55cm cho anh em, 55cm cho anh em. Lỗ bô là lỗ bô 3 cửa xả rất là khỏe này. Lốc hợp kim nhôm,
đấy, để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác cắt hạ gốc cây. Cân nặng con này tầm khoảng 6 kg nha, nòng 45 mm, công suất là 54 cc, có tích hợp hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 này, hàng Nakata, để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác cắt hạ gốc cây đấy anh em. Đó, dòng này anh em về sử dụng vốn rất là ok đấy, để anh em về xài gia đình, anh em không có tiền thì mua những con máy đắt tiền thì có thể tham khảo cái lô máy thanh lý này về mà xài, nó rất là ổn định cho anh em nhá. Đấy, em vẫn bảo hành 6 tháng cho anh em đầy đủ, bên dưới này là đổ xăng pha nhớt này, bên trên là đổ nhớt để bôi trơn lam xích. Đấy, Q4 giá 1,5 củ cho con này. Hàng này thì nó là hàng cao cấp hơn, hàng Nakata CS6800. Đấy, để cho anh em về khai thác nha anh em nhá. Khai thác đường kính gỗ khoảng tầm 3-40 cm đổ lại. Để em vặn ra tí cho to lên để cho anh em nghe trải nghiệm lại cây máy này. Đó, đó. Dòng này thì nó là hàng Q4 nha anh em nhé. Hôm nay cửa hàng chúng em đang để cho anh em xả lỗ là 1,5 củ thôi. Nói chung hôm nay bán cho anh em ấy toàn là máy giá rẻ thôi anh em ạ, hoàn toàn phải lo đi. Nó chỉ tầm khoảng 1 củ, hơn 1 củ tí xíu thôi. Còn cái bình điện thì chỉ hơn 500k một cái. Q5 là một con máy cắt cỏ đây. Bây giờ bắt đầu qua ba cái máy cắt cỏ để cho anh em về đợt phát cước nha. Anh em là khu vực Tây Nguyên hoặc là khu vực trên vùng cao chuyên phát thuê phát mướn, anh em rãy nương nhiều có thể tham khảo ba cái mẫu này, em đảm bảo luôn về xài bao bền luôn. Không bền không lấy tiền nha anh em nhá. Em bảo hành 6 tháng, lỗi một đổi một trong vòng 1 tuần nếu mà anh em lấy ba cái con máy cắt cỏ này đây. Em đảm bảo luôn, cam kết xài bao bền cho anh em luôn. Tất cả anh em lấy ba con máy này em sẽ đều tặng kèm là một lưỡi cắt cỏ này, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề. 5 món phụ kiện sẽ kèm theo nếu mà anh em lấy một trong ba con máy cắt cỏ sau đây, và hoàn toàn bao ship cho anh em luôn. Con Q5 nòng 36 ly, em đang thanh lý 1,5 triệu thôi. Máy mới đét luôn nhé, còn bọc ni lông là anh em biết chưa có ai sử dụng rồi đấy. Đây, hàng Fukiwa FVK330, đặc biệt sử dụng chế là chế xịn rồi. Tiết kiệm xăng vô cùng luôn, một ngày hốc ấy tầm khoảng 2 lít xăng thôi. Đấy, rất là tiện lợi cho anh em nha. Và con này nó sử dụng tum côn là tum côn lớn, côn là côn to nha, chứ không phải côn nhỏ đâu. Đây, ốc là đều sử dụng ốc Hòa Thị, ốc lớn luôn anh em, rất là chắc chắn. Và tum côn và phần cần máy cũng như là phần cục máy có thể tháo rời ra được. Sau này anh em muốn lấy cái phần cục máy này để chế cháo qua được những việc khác thì thoải mái luôn anh em nhé. Chế cháo qua máy phát điện, chế cháo qua máy bơm nước, vô tư luôn anh em. Bởi vì cái này nó sử dụng tung côn là tung côn rời chứ không phải liền với cục máy, nên là cứ yên tâm. Đấy, cùm cần này nó làm thiết kế 4 con ốc rất là to bản, rất là chắc chắn. Cùm này em nghĩ là hỏng cây máy, kêu cùm này chưa chắc đã hỏng được. Ống cần là ống cần rất là dày, ống cần dày 2 ly nha, nên là anh em không sợ gãy cần này đâu. Đó, đầu bò là đầu bò xịn rồi, đầu bò là xịn rồi nha anh em nhá. Tay ga là tay ga này, tay ga bộ, dây là dây ruột gà rồi này, dây là dây ga ruột gà, cứ yên tâm. Hôm nay em xả cho anh em 1,5 triệu tặng kèm 5 món phụ kiện như vừa nãy em đã nói rồi đấy. Đó, rất là tiện lợi nha. Con này nó nặng ấy thì nó nặng tầm khoảng 5,5 kg. Chân trống là chân trống sắt luôn, đầy đủ cho anh em này, chứ không phải chân trống nhựa đâu nha anh em nhá. Như những con máy giá rẻ đâu anh em. Đấy, chân trống là chân trống sắt này anh em. Nó bảo vệ cái bình xăng này khỏi bị có cái gì nó đâm vào nó làm hỏng nha anh em nhá. Hư hại cái phần bình. Đó. Em bảo hành 6 tháng, lỗi một đổi một trong vòng 1 tuần. Và em tặng kèm 5 món phụ kiện cho anh em đầy đủ nhá. Cân nặng tầm khoảng 5,5 kg. Phù hợp về phụ nữ cũng có thể đeo được luôn, hoặc anh em lớn tuổi rồi ấy, hoặc là những khu vực ở trên dưới đồng bằng cần một chiếc máy cắt cỏ nhỏ nhẹ để leo trèo, để cắt cỏ bừa ao, cắt cỏ bừa ruộng đấy, thì có thể tham khảo cái mẫu này. Con này nòng 36 ly nhá, nòng 36 ly. Rồi qua con Q6 này là một con máy nòng 40 ly, em đã ghi sẵn ở đây rồi. Hôm nay em đang bán là 1,950,000 một cái. Hàng này thì nó là hàng Huqama 541, nòng 40 mm, công suất là 41 cc.
có là tên lên chế xịn rồi, chế xịn rồi nha, tiết kiệm xăng vô cùng, một ngày hết hốc hết tầm khoảng 2,5 lít xăng thôi. Đấy, tay ga là tay ga cải tiến rồi, tay ga cải tiến của Nhật rồi anh em nhá. Đầu bò chống cuốn dây và chân chống là cũng là chân chống sắt, chụp giật trợ lực. Đấy, nói những cái tốt của con máy này này anh em. Dòng này dùng rất là bền và giá thành vừa phải, anh em có thể dễ dàng tiếp cận. Tum côn là tum côn rời, côn là côn lớn, sau này chế cháo được ra nhiều thứ bởi vì phần cần và phần cục máy có thể tháo rời ra nhau được. Đây, ống cần là ống cần rất là dày, ống cần dày 20 ly, không lo sợ bị gãy cần nhá. Đầu bò là đầu bò chống cuốn cỏ rồi anh em, đầu bò nó làm đầu bò rất là dày lắm, anh em nhìn cái phần đầu bò nó làm dày không. Đấy, tay ga là tay ga kiểu Nhật rồi anh em nhá, bóp nhẹ nhàng vô cùng, một ngày bóp cả ngày không biết mỏi tay luôn. 1.950.000 một cái này, em bao ship cho anh em con này, là mã là Q6 nhá, mã con này là Q6. Đấy, U541 nha anh em nhá, để cho anh em về chuyên sử dụng đập phát cước rãy lưng nhiều, phát thuê phát mướn anh em. Dòng này này có tích hợp chụp giật trợ lực nên là kéo nhẹ nhàng lắm. Nghe nổ nghe tiếng có êm không? Rất là êm ái luôn anh em nhé. Rồi, qua cuối cùng trong lô ngày hôm nay là con Q7. Con này thì nó cũng là dòng Ukama, nhưng mà con này là 543, nòng 41 ly nhá. Hôm nay em tranh con này, con thêm 100 rồi, con này là 1950, con này là thêm 100 ngàn nữa. Thì anh em lấy được cái con này, con nào nòng 41 ly luôn. Chế cũng là chế xịn luôn, tiết kiệm xăng vô cùng luôn. Một ngày con này hốc tầm khoảng 2,5 lít thôi. Chân chống là chân chống sắt này, đầy đủ rất là ok chất lượng này. Đây, lốc có cả chữ Ukama dập tại lốc đầy đủ luôn anh em. Cứ yên tâm, dòng này thì nó em bán thì khỏi cần phải lo đi. Đấy, tum côn là tum côn rời nhá, tum côn rời, tum côn to, côn là sử dụng côn to. Ấn cần là ống cần dày 20 ly, rất là dày, không lo sợ bị gãy cần. Tay ga là tay ga cải tiến rồi này. Đầu bò là đầu bò chống cuốn cỏ này, ống cần cũng là dày luôn anh em. Đấy, dòng này nòng 41 ly. Cái đặc biệt của con này nó chỉ thêm nòng nó hơi to hơn cái con Q6 một tí. Nòng con này là 40 ly, còn nòng con này là 41 ly. Con này công suất là 41cc, con này công suất là 43cc. Đấy, nó khỏe hơn. Anh em nào đã trải nghiệm con nòng 40 ly rồi, muốn sử dụng cái con mà nòng 41 ly cho nó khỏe hơn một tí xíu thì tham khảo qua con Q7 này. Với lại giá tiền ấy thì nó chênh nhau thêm có 100 ngàn nữa thôi. Và giá này em lại còn bao ship cho anh em, con này là 2.050.000 nha. Đấy, em bao ship cho anh em luôn để cho anh em về sử dụng nó được hợp lý nhất cho anh em. Đó, và bên em bao ship cho anh em tận nhà luôn, bao ship cho anh em tận nhà và bảo hành 6 tháng này. Và tặng kèm 5 món phụ kiện kèm theo nếu mà anh em lấy con Q7 này. Dòng này tên máy là Ukama 543 nha, con này là Ukama 541. Đấy, em giật test nổ cho anh em nghe qua con 543 này. Rồi, con Q7 là 543. Anh em nào đang quan tâm, vừa nãy em đã giới thiệu thành lý 7 cái mẫu máy. Anh em quan tâm mẫu nào thì liên hệ ngay cho cả chúng em để đặt hàng anh em nhé. Đấy, và chỉ cần bảo là anh muốn mua con Q mấy cho em là được, vào cho em xin thông tin địa chỉ em đã ship đến tận nhà cho anh em luôn. Xin chào anh em, hẹn nhau những video tiếp theo nhé.